chẻm rồi giờ nhúc nhích nữa. Cái chẻm ra nó ra chứ nó mở. Cái chỗ hồi nãy thấy cái chẻm chưa đây? Chưa mà đang nắng mà. Đây nè chú. Điều chuyện chạy chạy ra ngoài. Ngoài cạn mà nó không lắc. Rồi đứt lưỡi luôn hả? Không, không đứt luôn. Lưỡi xịn rồi. Bự lắm. Nó chỉ lắc xúc thôi. Ai mới thu hoạch cây nước khúc này hơi đủ rồi. Coi coi lưới khúc này hơi là đủ ta. Lưới hết. Kéo lưới rồi. Đi. Rồi con hả? Bắt hay vậy ta. Lúc mình đợi. Con bự quá ha. Nó đôi khi bự quá trời. Cái gì mới chạy vô đụng giò đụng cặp đó ta. Trời ơi. Chẹm á chú. Có cái hành, chẹm mới đụng vô cái cặp luôn. Có ông ba. Cậu ấy. Chỗ cái áo dưới đó làm con ơi. Đụng luôn đây. Hả? Đụng luôn bắt đầu qua đây kéo rồi hả? Dưới nó lúng. Bắt đầu qua đây mình kéo rồi đó. Ủa. Đây rồi. Ai đụng chơi vô cái đống đó rồi sao xuống. Đi con trà xuống. Hả? Đi thổi rồi tiền đi ở đây rồi. Đâu à? Vô đây cầm cho ngươi. Không giết ghét được tôi. Đưa cho chúng phải. Nhảy à, nhảy à. Thấy nhảy, thấy nhảy. Lên luôn bóp. Có kịch bản đúng rồi, chứ nhiều người coi đó đúng rồi, vui lắm rồi. Chỉ thời rồi này anh chạy cái này. Còn lưới mấy ngoài ta, văng lưới mấy ngoài bắt nó đẩy ra. Chứ giờ nước sâu vậy nó cũng luồn nó đi ngược vô lại trà nè. Bây giờ bắt đầu đóng chỗ này lại. Con ngâm mà đúng không? Nó con ngâm với đâu con lua được. Đâu có mình ra mà tới nước nó vô nó lại à, vô hang nó lại. Không bị bự 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 b
Có con nào cũng ngồi. Vô tới vậy. Hết rồi. Đúng 5 kg mới chịu. Mấy cái hồng hồi nãy ông mua hết cái hồng đó. Cái hồng mua rồi, mua con rồi, về cả nhà. Ở Sài Gòn con 200 mấy ký. Đôi có mú là anh lấy rồi, mú là anh lấy. Còn cái cống này kia nó cống này kia khủng. Cống này kia mình về mất tiêu. Đâu tôi dính cái dưới này mà cống ở đây sao không? Cống ngoài đây cạn. Cống ở đây có về rồi chứ đâu còn dính cống bên kia mà mê kìa. Mới rồi dính bên kia. Bên kia nó khủng nhiều. Cống kia chắc kỹ à. Kia mới làm cồn. Phút 90 rồi, coi 1 giờ cái xong về. Kè hết kè, chưa lên nữa. Anh vlog có thể cho em lên YouTube của anh không? Quay cái mặt nó. Quay khán giả nữa không? Quay tỷ hello. Mấy đầm gạn nha anh em. Chứ không về, anh bóp cắt khúc đó. Anh bóp cắt đi cũng vậy. Nay tôi rất buồn nha anh em. À, áo ba ke nè. Ê à, đầm này đầm mình nha. Để cái điện thoại gì dưới cắt gẫu nghe ngay tay mười cũng rồi. Có không? Lưới câu luôn hả? Lưới câu. Cả anh sậy á. Cả nhóm này sậy, quay anh sậy. Cá của bác bác Nam á. Chị thấy người lùi. Thấy bao đựng cái cháo này. Cháo không? Cháo không cháo. Cháo chắc thằng xịn đó. Không biết. Trẻ nó nay em thấy nâu. Bạch đó là đồ bếp. Đây cái cháo đây. Cái cái cháo. Cháo. Cái thì cái đực thì biết. Cái con đi lại cho nó tự sinh với anh. Biết cái sinh này muốn cơm không nội. Này muốn giết hết cá. Cơm nha. Vậy là cắt cũng có à. Tồn tại đó. Đi rồi đó, đi rồi đó. Lộn là chìm đầm rồi đó.
Tú không xuống hả? Gì? Chìm luôn à. Cái hàng này qua đây là cái họ cá cát xung động nó lên liền. Chỗ này anh lội hoài mà bắt cá bự lội hoài. Chìm nước à. Rồi đó. Hả? Lưới 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 lưới. Chừng nó tông vô người. Để nó chạy sao? Ấy da. Đem chạy hết lưới qua bển đi. Rồi còn ít nhiêu mọn. Thấy cái con dưới nè. Chưa. Ra sao anh vậy? Anh đứng dậy ra sao? Bỏ lưới ra qua đây nè. Bên này dư lưới rồi. Đụng này không? Chưa. Chưa có đụng đâu. Đạp tới nó có tung qua tôi không? Không có nó ra rồi. Nó ra rồi, sợ nước cạn nó đi vậy. Quá trời ha. Ê tụt à, tụt lưới à, tụt lưới à. Cá qua kìa. Gom lưới đi. Cá qua à. Giờ lưới rồi đi, cái lưới rồi đi. Ra. Đây đủ rồi, lôi thẳng lại đi. Này đâu có gì. Má nó đang động rồi. Đó, nó có một con lỗ bự nữa. Má cá gì dưới này, cá ngát hay gì bơi, lượn hết trơn dưới này. Trời ơi, đủ má nó chung vô nè. Má cái này còn ấm. Đừng qua đây cái hang dữ dội. Đây, ngưng cái đây rồi, đi tới lưới kia đi. Cá mú nó cạp chân rồi, giờ tình. Cái hủng bụng đi lớn nè. Lớn quá. Cái lũ đó, cái lỗ dưới này nè, phá phát. Cá chẻm dưới này. Cái hát cà bá, ông nội. Bảy cái mét còn lên đây rồi. Đó, đó, đó. Mẹ có vậy nè. Trời đâu chút kéo lưới nó vô luôn hả? Mấy ký. Đừng vô cái lỗ đó. Đừng vô cái lỗ đó đó. Dở lắm đi. Ê, lắm. Rồi. Sao vậy? Không biết. Thôi chỉ gom lại chút chứ. Đứng đi tới lưới kia đi đứng. Đừng giỡn lưới, hỏng lưới ra con cá ra. Đừng giỡn lưới cho cá nó ra để nó bụi vậy nè. Gom nó dính, em đạp em đụng nó mà nó chạy qua đó. Mẹ hàng kia nó thoát ra đây nè mẹ. Đụng hoài rồi ơi. Ủa đụng. Gì cái đồ đồ đồ. Gom bơ nhìn đã ghê luôn á. Lưới kia căng quá chứ. Xuống vui lắm mắc cười à. Xuống đây nó đỡ mệt hơn trên á. Xuống đây đỡ mệt hơn trên á. Đó. Hết biết cái đầu luôn ông nội ơi, làm sao bác? Ông cả thấy đầu luôn hả? Kẹp đi, lấy cái kẹp đi. Có nãy ông lấy cái giật đó đó, ông vô. Kẹp, ừ. Giật đâu? Có gì? Cái lạp đó. Có cái lạp đó, nãy cái lạp đó mà lần vô. Có cái giật đâu. Nãy giật đâu, nãy giật đâu. Cá ra bút nha. Đâu giật đâu, giữ lưới phao cho nó lên nè, để nó chìm. Để anh câu lưới cái là. Con cá lớn lắm nè. Sao kìa. Có giật bó lên bó bay. Dỡ đằng cái cây sau này nè. Đây nè. Để anh câu một cái mình ăn. Phát gom đồ lại giùm luôn tí. Lại ngoài lưới hả? Lạp đó, ông lận ông bỏ vô. Đó. Lạp nó không nổi. Lạp nó lủng lủng đâu. Cá bự quá. Đè lưới đúng rồi. Bỏ vô bao luôn vậy? Bao giờ lấy cái thôi. Má. Cái đó bự ghê. Giờ mình tính nó lên không được nè chứ. Có măng à. Hả? Lấy vỏ. Ê nó đâm. Từ. Nâu cá nâu cá nâu. Cá đục. Nó chìm mặn dưới này bẻ. Nó chìm lưới. Rồi kìa có ngát cái chỗ chân ánh kìa. Nhóm lên cái bỏ xuống nhóm lên cái này. Nhóm phao á. Phao lên cái đi. Nhóm đi đó.
Từ 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 từ. Cá cá đói. Nó ngồi đây dành thấy. Con lấy dây sọt đầu nó. Cái đuối rồi. Bây giờ nó dính vô trong cái lưới nè. Mắt nó không được nè, bây giờ mình để gai mình mới dám lần. Lấy cái kèm luôn, lấy cái kẹp với cái kèm luôn. Lấy kẹp á, lấy kẹp cá đúng. Lấy cái kèm luôn. Kèm để bẻ gai cá ngát luôn. Nó lại đó con nữa. Mang thằng lại đây. Bao cái vùng này giờ cá nằm nhóc đây nè. Nó ở dưới cái trũng này nè. Đụng cái hố, cái hố cái đụng cái nhột ở dưới đây. Đầy luôn á, chèm phát nó xảy trong đây mấy con nè. Cá nằm vùng đây dữ lắm nè. Bóp quăng ở đây là táp là mầm ở đây nè. Vô trà hết. Bởi vì trong trà mình đuổi ra chút mình đánh cái đường kia đó mà, chiều qua nhiều luôn đánh đường kia mà. Quăng. Mới có làm mới có con Dũng mà. Anh bao lại kìa. Đã đóng Dũng rồi mình mới. Cái kèm trong cái vỏ tao á, vỏ nhỏ. Cá nó bự không anh? Anh có kèm. Thôi lấy kẹp thôi được rồi, tát có kèm rồi. Đầu gối gì nữa. Đầu gối cái đầu à. Ừ. Cá này chắc khoảng 3 kg. Cá gì 3 kg trở lên. Cá này nằm dưới nước. Nó nằm giờ nó cũng chưa biết ở trong hay ngoài nè. Lấy cái kèm đi mình lại đây mình mặn bẻ gai rồi mình mới dám lặn. Có muốn lớn chưa anh? Có nào có muốn 20 kg không? Đó, chưa giờ thấy hả? Hồi xưa rồi, 2 giờ hết ha. Có muốn bự nữa không? Mà không đâu ở là ở đập nhỏ nhỏ 2-3 ký trở lại, 2 ký trở lại. Đâu bữa con câu 6 ký với con bữa anh câu 6 ký. 6 ký luôn hả? Dạ. Là cũng đập này hay đập bên kia? Đập này. Con ngoài cống. Ờ gà tới đây quấn rồi rồi. Giờ sao đưa cái kẹp xuống ta? Để em lính đây có kẹp. À lấy vợt. Này còn hả? Còn nữa hả? Có, đâu còn lưới. Để bắt con cá ngát. Cho hai cái dán mối đó đi rồi bỏ đó đi rồi lại đây bắt cá ngát ra đi. Cái bên bốt nha. Ờ chìm mất á. Ờ kìm đem vợt ra đây. Để đây mình khủng tướng. Chứ một mình làm không nổi, yêu cầu nhá nó lên là nó tụi cái. Mà đâu? Đây nè ngay tay hai tay. Vô lưới không? Vô dưới lưới rồi nè, mày mặn đặng mày bẻ cái ngạnh tao đè nó chưa? Đây nè, mò tay tao nè, hai cái tay nè, đó. Thấy cái đầu không? Đó, cái ngạnh xây qua mày đó. Rồi đó, cái gì? Bẻ đi. Lấy kìm bấm bị ngạnh bẻ trước đi. Mà mọi người đang lần hang cá ngát. Có cá ngát rất là lớn nằm ở dưới. Đụng mà dữ quái. Dữ quái. Đây nè, cái ngạnh tao nắm nè. Ngay ngồi ăn kem nè. Ha, đưa đẻ cái đầu qua đó. Sợ mày đẻ không ở tao buông ra, tao đẻ mạnh dữ. Nó đụng. Đây nè cái tay là đó, đó. Bấm cái đi rồi cái bẻ rút cái gai ra đi. Rút gai ra nghe để phía dưới. Đụng mẹ giờ tới chiều mà 5 con gì cái tới chiều luôn hết bắt được. Rút ra luôn ha. Cái cá nó nặng vậy rồi mày mặn mày kiếm gai đi. Cái nào? Kiếm gai bẻ đi. Cá quần quần cái nào đó. Cái nào nó trẻ trẻ lên đây được. Nó lóc bị xì dẹp nó đi. Coi ngành trên đi, coi đó mặn ngành trên đi, mặn ngành trên ra tay ra đó, mặn từ từ ra, mặn ngành trên trước đi. Ba ký trở lên nè. Có cái kẹp nó đưa vô mỏ nó kẹp nó lại, xách lên. Bẻ ngay cái rốt luôn. Có cái kẹp ở trên cá đó. Bẻ ngay cái rốt luôn. Thằng mấy đứa. Giờ nó muốn bằng ngón tay rồi mà. Phải cá, phải cá nãy mình thấy không? Giờ chắc con khác anh. Con này con khác nữa. Con nãy mình thấy bự lắm á. Con nãy sau lưng chú bự lắm. Con đuôi nó vậy cũng vậy sảy à. Con nãy ra. Con này á bự hay sảy. Tại vì hồi nãy anh đứng trước cái cửa hang con này có trước rồi, con này chui ra sau mà. Gãy hết rồi đó. Rồi bây giờ gai giữa nó anh. Mày ẵm nó lên đi ta rồi mới kiểm tra nó nằm ngoài nằm trong. Gai giữa nữa. Để nó nằm trong để đụng thịt nó đây. Cá nhỏ ngoài đây nè. Ôi bự cho cái đầu đó kìa. Vô thằng trong mà. Thằng trong mà. Không. Đâu. Đây nè, đây nè. Đây nè. Ngoài lộng lên nè. Nằm ngoài nè, dưới lộng lên nè. Nè. Rồi lặng mình túm cái lon cá này để chúng nó chui ra. Hay cả không? Đưa giật chứ. Mang cái này nó bắt sao mày ảo của nó hết cá ngát luôn anh đẻ rồi anh đẻ đây rút nó rút cho anh cho cái này chắc cá ngoài sông nó cũng vô cái đầu lắm cái đầu quặn cái cá quả rồi bạn cá ông bắt thấy dễ không cá ngát kìa đó cá ngát
hàng quá trời luôn rồi. Trời đất ơi. Thủy quá. Có con ghẹ này đây, mới quen mà lụ má ông già vợ ông không gã xét cho trời mà căng 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 qua bển đi làm căng căng thẳng gì dưới căng thẳng dưới ra. Đủ lưới không à, còn lưới đủ qua không? Tới rồi chú ơi. Tới rồi, tới rồi. Vậy là lần gì dưới cái. Đi đủ mét. Nữa hả? Ơi. Ra rồi cái hang nè. Hang rồi sớm á. Đi mẹ nó bự. Cái hang sớm á. Ra nữa dạ. Ra nữa. Cái hang rồi vừa giữ sớm thọt á. Đi nữa coi chứ tính chưa chứ. Đi nâu nó bơi lừ 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 nè. Nó chạy lên không kịp chứ nó. Đâu. Cái nâu bơi lừ lừ lừ. Mà bắt mày luôn. À, bỏ con này vô bao nè. Bỏ vô bao nè. À, con đó. Ôi. Cái con đó kìa. Mà một ổ luôn á. Cái mẹ nó giờ nó ra hết mẹ giờ chụp đó anh. Con nữa đó. Giờ chụp cái đầu này vô nè. Chụp cái lưới lại cái hai chú mình khoanh dùng chú. Chú mình nó náo chú khoanh dùng cái khác lượm đầu nó chứ gì mà. Nó bơi chỗ khác chú mình bao nó lượm đầu nó gì vậy? Đi thọt giò cũng lạnh giò. Dạ. Lưới ra ngoài càng ngược là đẳng. Vô bao đó. Bao này ok không chú? Bỏ cỡ cái lỗ kìa. Lỗ đâu? À. Lỗ quá trời nè. Trời ơi, má nãy giờ ra hết mẹ con cái đâu rồi. Phải, có bao kia mà. Ờ, kia. Ở bao kia kìa anh ơi. Chú bao này không có sợ lưới. Ôi, đụng má ra hai cái ngát. Bỏ được. Xách nó đi để. Giờ bỏ cái ngát vô bao luôn hả? Bỏ anh chuồng. Thôi để lo cầm lại đi chuồng để cho nó. Bỏ bỏ. Cho chừng cho chim chim phao. Đó. Cái này hả? À. Em cũng biết nữa. Để chút hỏi con em có biết đâu. Rồi giờ tới chiều thiếu gì tới. Thiếu gì mà anh lo. À, vừa. Mới con lỗ thôi là ba con. Rồi vừa thu nhiêu để cho anh. Chừng cá nó gai. Rút rút nữa để gì em bắt. Bẻ rồi. Bẻ, bẻ. Bẻ kỳ chứ để nó gai. Đủ chưa? Má uổng ghê, ra hai con uổng ghê. Không ơi, vậy chứ ra chạy ngáo ngáo nó không vô hàng, chạy ngáo ngáo chứ kéo gì lụm nữa nè. Chạy đâu rồi thoát. Kéo về lại nữa hả? Còn nó trong hang mình ấy. Hang hồi nãy mình thọt. Đó trong hang mình thọt rồi đó. Nó ra mình dễ bắt hơn. Giờ cá măng nhảy. Không có chỗ ở, không có chỗ ở, kéo vô hết rồi. Đó mấy cái lỗ này sâu nè, không có kẽm. Sâu nó ở chứ. Nhóc này. Có chân chim. Chừng cái kẽm nó dừng quá. Thả kìa nó lại kìa. Điện cái lưới kia là cái đuôi lưới nó có ấy, nó dài không ta? Một lưới hả? Ủa đi qua luôn hả vậy chứ Út? Về quýnh như cái võng này. Như lưới tôm vậy hả? Ừ, lên túng lên như cái võng này. Úi da. Bự chưa? Cá cháo. Cá cháo bự ghê không? Né, biết né bộ bài. Túng như cái võng này. Túng rồi cho anh cái măng măng rồi túm lại chó nằm nó luôn ấy lên lên ngọn nó bị chịu rút vô chút mình rút nó bên bắt hết luôn nó bay ra hết à đủ lưới rồi đủ lưới rồi chị bắt đi Thịnh bay ra hết à bắt nha. Cái này cái đuôi cái đầu kỳ kỳ quá rồi để cho để mấy chú rút mình giỡn chút nó bóng giỡn à mày rút lại cái gì kỳ nha bỏ vô luôn vô đây luôn anh khoan khoan đừng đi khoan để mấy chú rút lại đầu nó lùa vô ra lưới này mấy ổng túm lên luôn à. Mày ảnh đây nè đây nè cầm chị đây lưới mấy ổng như cái võng vậy mà à ổng cặp vô thẳng lên nè thẳng à. Để mấy lỗ từ từ con tùng cái võng nó tùng mày đừng đi đi lưới đó nó dùng sao tôi bỏ đưa nãy nó nắm cái lưới cũng dùng lưới nào lưới này hả cái lưới của thằng lãng á cái tay lưới đỏ ra đi bỏ cái tay lưới đỏ đưa nó nắm ủa đi chứ mọi cái nào nó động tay lưới này cái hố này cái gì kìa, cá nằm cái hố. Cá thẳng cái lưới cho nó động cho cá. Có hố đây anh. Cái lỗ đây hả? Ừ. Đó chẹm nó rơi qua đường ừ. Này nó rút ra luôn à. Ừ. Không có đưa nó nằm ngoài đó nó căng ra đi. Rồi mình đi cái lưới này mình đi cái lưới. Đi tới lưới xanh không? Đâu rồi, đâu rồi. Dính tới lưới này vậy. Dính tới lưới này anh đi. Để đi nó đi từ từ. Rồi cho bọc cái lưới xanh này còn đây này. Mày lánh cái lưới đó ép sát cái lưới nó vô. Khoan để tao đi cái diện kỳ trước nè, diện kỳ nó còn rộng ra. Nó đi ngược lại hả? Chút ổng lần kia quýnh lại cái nữa gì ai biết. Còn đây đi ngược gì đẳng chặn lưới đẳng đi chạy ngược. No no no. Anh. No. Lưới nó chìm rồi, lưới này chìm rồi.
Ê, nhóm nhóm nó nắm phao không phao. Nắm gì vậy? Cá ra hả? Nó nhảy qua lưới rồi. Hai đi đi vô đang kéo phao ra sao nữa. Kéo phao nè, phao ở trên. Cái nó cả nó, nó tông vô cha nó chết. Lưới này người chạy đôi thoát. Sâu rồi, tông... nó né ra sợ tông chẻm tông quá. Đâu có mình ở đây có đống nó đặng đặng nó lùa lại đặng kêu mình dưng cầm nó gị thao lại giùm á. Lấy cái gậy muốn chày á con nào lập đầu. Rồi thôi đã được rồi đó rồi. Giờ bắt đầu ép nó vô mà. Rồi nó đụng lưới bực bực luôn. Căng căng lưới lên giùm ra để nó chìm. Đụng lưới bực bực luôn hả? Nó ủi kinh kinh á. Ủa ừ, vô chim nha. Nhảy kìa, cái hành nhảy kìa. Bởi nó cá nó gom á anh. Trời ơi, nước còn bữa bắp lội tới ngực, tới cổ. Đâu dám lội ra đâu. Dạ, được em bắt cái con. Dạ, không. Được dính con cá bự quá mới lội. Dạ. Ờ mấy chú phân chì ở dưới vô luôn hay gì vậy? Ờ rồi, đúng rồi. Ờ đúng túm lên luôn không? Để ngoài xa xa đi cho cá. Rồi rồi rồi. Dở dở cao cao lên rồi sao? Rồi mấy ông túm chì dưới đáy luôn hả? Còn con cá dữ quặn bự dữ vậy? Chẻm. Đó, chẻm lớn đó. Dưới còn chẻm. Vô đây là lưới hổng vô chứ hổng. Hổng chưa? Chưa chưa đâu. Đừng hổng. Mày thổi vô nữa tụi bay ở đó đi. Vớt lên luôn, túm luôn. Không ép vô. Bay thôi mày. Dở dở ừ, đừng vô nữa, vô bắt cái bộ. Đứng đó đi, đứng rồi đứng mình chỉ nghỉ lên thôi, cho mấy chú căng chị lên dở lên nè. Chứ cá nó vô đó. Ngọc nó gom 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 lại luôn cũng được, căng này kia. Qua đây qua nhánh cây đi. Rồi lên. Không có gì đâu. Nó cái giò nè, chịu nè. Đứng đứng kéo à. Chết rồi, chết rồi lại đây. Ép vô ổng túm lên cái lụm đó. Chứ con cá thì lội lại lên. Hả? Cái lội ở đầu bằng cùm tay luôn cả. Ổng đem vô nó ổng rồi đó. Đi nhảy lên túm lên nó lẻ, túm lên sắp lên rồi. Con cá măng lên cây trên đó. Ra qua hai con hết biết. Má cái hang còn hết biết cái hang. Khủng quá, ra hang nó dở lên. Ra hang cái hang. Để mấy chú phân kỳ. Mấy người dỗ người sống rồi đánh để coi nó chẻm. Cái đó nó sâu mà. Có người nhà hả? Mình giờ bắt đầu đây, mình lùa lùa cho chạy vô. Nhà mày càng nhắc thì mày sâu quá. Mấy có mấy đường sâu chứ. Sâu lắm, ngoài cống 2 mét mấy á. Hai cống là quan cống mấy con mà. Cái đường này mình quýnh dễ cống nhà. Còn cái đường bên kia mình quýnh ngược dễ cống bên ngoài kia nữa. Nâu thôi thích lại. Mà có mấy đám chạy là cái nâu núp cổng mình quýnh không được. Bạn rút ra bà. Đỡ lên nha. Cống quá đầy chà. Cống mình quýnh được. Hành hành. Trời ơi, cái chẻm nó kéo thuyền đi luôn kìa. Cái chẻm á. Thôi. Mình kéo lại. Đó quá. Làm gì chú? Bị trống hả? Con trắng xuồng mà. Không có cái sớm đạp lưới. Đạp gì kỳ chú. Ôi cái nâu hả? Dùng cái đó đi chứ mình tống lên anh ơi. Cái gì đây? Con măng cháo hả? Đó, chú ơi. Măng à. Để mấy chú phân nhìn kìa, phân nhìn kìa, từ từ nó nắm cái gì ngoài dở. Ờ mình chỉ nắm gì ngoài dở lên, mấy ổng nắm nhìn kìa, ổng phân quăng vô, ổng dở lên từ từ. Từ từ mấy ổng vũ, chung rồi lên lại, khác luôn thùng. Cá măng. Măng bự. Mà sợ nhất cái chèm nó lũi, nó sợ gì sao. Giờ nó thấy mình đông quá. Cái mét nữa. Hồi nó hoảng nó đông mới ghê. Cái nước cạn vậy nó không có sức. Đó. Không có đủ nước để nó đây. Nước mà vừa ngập đầu á nó cái thứ nào nó chém không được. Dạ. Chết mẹ rồi, ra ăn cá rồi. Làm gì ra vậy? Giờ nó nằm nó chuối dưới. Chuối dưới nè. Chuối dưới giường chạy. Tại nó chạy chút mình cũng tóm nó. Ừ, bắt về chứ đâu có hết nổi. Đâu hết nó. Bắt được mới nào hay mới đó thôi. Hết nổi chứ. Chứ lắm. Cái này có mong mày tạt thuốc bắt mới kịp không? Mới tạt thuốc mua cái đường. Tạt thuốc là mốt cá nó không vô.
không hư được, để thuốc cá mà. Đậu mày lấy mày xả biết qua chừng nào mà cho hết nước thuốc này. Nó nhiễm vô đất luôn. Đồ đấm thuốc, đó đồ đấm. Bắt được nhiều bắt. Thuốc, đồ đấm thuốc, thuốc banh hết. Đừng cá không để. Đây. Anh nó bay ghê ha. Nó nhiều quá. Rồi vậy là lên viên trì đó hả? Trong rồi, lưới cá nằm trong lưới rồi đó. Vì cá nằm trong đây hết rồi hả? Mình cái chảy nó yên vậy ta. Đó, mình đâu có ép nó quá, nó đâu ấy. Mình dở dở lên từ từ. Má đầm. Dạ nó khôn quá ha, nó không nhúc nhích gì luôn ha. Giờ nó lủi á, nó vùi dưới á. Đừng để chú coi nó lỗi sâu quá. Nó đi sâu sâu. Nó quặn đóng. Rồi đó cá. Mày dùng đây nó. Phải nó cỡ anh. Gỡ lên. Giờ cá nằm đây hết mấy ổng túm lên luôn. Ở ngoài rồi. Cái ổng hút chì ra. Má hàng nhiều mấy con cá ngát luôn. Đụng má con gì nằm im ru hả? Trời ơi đụng con cá sông. Trời ơi con cá nâu. Má. Con cá sông. Cá nâu mày đâu có ăn mà. Ăn chứ mồi tôm nhỏ ăn á. Dạ. Cái cá nâu thấy hai con mà thấy có cả 2 kg. Cá nó ký luôn cá miệng. Cá là bắt mẹ lớn mít rồi. Cá gì vậy? Không có cá gì vậy? Hả? Không có cá gì vậy? Có chứ. Ngọc Vũ vòng vòng đây luôn Ngọc anh. Chạy rồi, cá nâu chạy điên điên kìa. Ơ, con gì đâm anh? Ơ, anh đừng dở vậy, tại sao nó. Từ từ để mấy anh lần này anh Vũ lùa. Đừng có cái chém rồi, anh cầm anh này đi. Cầm nó thẳng thẳng này, để nó vô sát luôn ha, hay ha. Mình lấy chì mình rút nó vô luôn mà. Từ cho cái ngọn mà ép vô lụa là đặng khắc lên xuống hết đúng không? Vô lưới bắt đầu mình bắt hả? Dạ. Dạ luôn. Chục lớn này. Trời ơi, đông như người tôi luôn rồi. Đi. Chém hả? Cả nó đứng rồi. Để mà ông rút vậy nó đuối nó đâu có đâm được. Nó chỉ chuỗi chơi chứ. Giờ vô đây rồi. Đâu còn sức nữa đâu mà. Quá muộn rồi. Ê, chịu. Viên tôm nè. Đem ghe ra đi, chả. Cào lên thịnh, cào lên thịnh. Đâu đó, vô đó là hết giải rồi. Trời, hết chưa nhiều cá đâu, lần trước có nhiều. Ôi. Đem ghe ra. Lấy ghe ra. Đó. Cũng vậy. Vô đây cá trẻ mà, vô đây nó quá muộn màng rồi anh ơi. Không làm gì được rồi anh ơi. Đâu ra ngoài được, ông ơi, đi tới đi. Để gỡ ghe ra. Gỡ ghe ra. Đó, cho mấy người thợ mấy chạm chẽm. Úi, đủ mẹ, chẽm bự luôn. Rõ ra hả? Không biết đâu. Đầu lọc ngoài dễ gì. Ừ, con này con hay mới bao rồi. Bụng về. Ra ngoài rồi hả? Đã biết. Nó bụng nó chặt luôn hả? Chịn nó trong nó chờ hả? Đâu ra ngoài gì hả? Lướt rồi, lướt ra. Đây có tôm không bạn? Dạ, ít lắm. Cá. Ê, con cá nó ngóc đầu lên. Lưới còn ngoài không? Không. Ồ, nó khó ra lắm, nó dùng chịu, đâu thẳng rồi ra. Nó lỗ ra đây nè, nó lỡ đụng vô đâm mà. Không khó được. Nên là anh Duy ông cầm về à? Nó dư rồi mày ruộng tới đi. Nó dư ra đây, con cũng mới bán ra gì. Cầm tích ký rồi. Ông Vũ rồi đó, Vũ lại luôn đi. Thôi hả, lại đây rồi. Đâm vô nó bực luôn mà. Cái chừng lưới còn hồi nãy còn lúc ngoài á. Vậy là nó chưa vô, lưới còn lúc ngoài vậy á. Ừ. Quay người đúng nhà đó nè. Nằm ngoài hả? Cũng thấy lưới còn lúc ngoài chứ. Nó tung tung vậy chứ cái chồng lưới còn dài lắm, lại nó kéo qua mút quá luôn á. Dạ. Nên ra cái lưới nó giãn giãn thì nó đâu phá được hay thằng đó giữ lại nó không được. Con ngắt ra đá luôn. 10 mấy tiếng không? Dạ. 10 mấy tiếng. Một cục pin quay tiếng rưỡi. Đã nhớ vô tư luôn hả? Đâu có đâu. Quay liên tục thì nó ngấu là nhớ mà. Rồi không lại bỏ tới.
Ví dụ mà bây giờ cái cô rồ này bị đánh dứt á, thì đánh lúc mà nó ăn bị không kịp bấm gì, nhưng mà nó đã ghi rồi. Có lớn rồi, có lớn rồi. Có đâm vô đùi. Lưới nó còn lúc ngoài á. Đâm vô đùi có hết hồn. Má cá mượm á. Lưới nó còn lúc ngoài á. Từ từ đừng có đi xét. Dấu trứng cút lại nha. Má mày xém nữa vô trứng cút rồi đâm ngay đùi. Cái trứng đâm ra á Bi, cá lớn á, còn cá lớn dưới á. Còn mà. Má nó búa nó giống như là ai chơi cái cù trò vô. Con này con đụng nó chém ông nội ơi. Nắm ngay đầu. Mấy ký là ba. Bịt cái bộ hạ lại. Bây giờ nó lật ngửa rồi, con đây lật ngửa rồi. Nó mau quá. Nó lủng lỗ rồi chú ơi. Đó, chết mẹ rồi. Đó, chỗ. Cá là chỗ rồi. Nó đâm cái cục luôn mà. Thấy con buộc lại con ơi. Thôi đụng mấy con nằm đây nó ngang. Con nằm đây bự nha. Rồi, có cắn chỗ luôn. Lưới này mà tổ gì đó. Rồi, giữa đó đó, giữa đó đó. Lưới này tổ vậy còn lưới gặp lưới chài rồi anh thì lưới chài sao chịu nổi, xuống đây là không chài. Cái này có thể hồi nãy tao kéo nè. Chứ biết sao nó quá căng đó chú. Nãy tao rất là kéo. Có lớn kìa. Khoan khoan để ông cấy đi. Từ từ đấy. Không cấy tính nó gốc quá. Đừng ép nó quá, ép nó quá. Chị xíu đi. Cho đuôi xíu nữa, cho đuôi xíu. Nè dọn cái ấy dọn dạ. Đầu nào lại đầu cho gọn để cá đi. Ờ đang để cá thôi. Con đầu dọn mà cá đi. Cá gì? Dọc dần dài. À cá nạo không. Cá nạo. Cá măng với cá cháo luôn. Động động ra với em. Còn cá nạo không anh? Để nó phá từ từ đi cho em lấy. Nó cùng phá luôn kìa. Nó quay nó nãy gì đây để ghe đi coi hồi đứa nào của nó nó nhìn nè à sao không lấy cái lưới này lên mà phải nó mẹ mày chết không chết cá nhiều nó cá dữ vô chết nhiều không gom cái vỏ đó là bỏ nó dòm lên đây luôn mũi bỏ cái mũi á vỏ gom lại khúc đỏ gom còn cá nó nằm trong lưới thằng đây ra ngoài đây chứ ở đó anh chi mà đứng đó ở ngoài hả vợ nè căng dàn chì lên nè bức này đang chứ căng cái dàn chì ra căng bỏ lại đi rồi căng cho thẳng lên đây có lớn ra rồi đâu có con bự lắm đầm không bây giờ làm sao bạn ra ấy vợ con thích ra đó lớn ra bự lắm ù với mà có cháo bự cháo bự ghê giật cá hả? Con nhiêu chứ nhiêu. Thì nó ra cũng con nó thôi chứ. Đụng người đâu mà có người. Mấy cá phi. Có nhiều cá này cũng nhiều. Cá này cũng nhiều cá. Cá này mười mấy ký à? Đâu á? Nhiều quá. Mua mấy ký. Dạ hả? Mấy ký. Mười mấy ký. Bỏ bao hả kìa? Nhát đổ mẹ lên. Đổ lên luôn. Nó ra được không? Kìa nó nhảy ra không? Nhảy gì? Rồi, cá bỏ vô bao hay vô gì? Cá bự đâu chảy bỏ bao đi. Cái dây cột lại mà cái ngát nó sống hoài nó sống dai lắm. Cái dây thỏ mỏ đi mình tao lụa đây. Lấy lông sọ mỏ xong cột đây nè. Thừa đâu ta? Ở tỉnh có ai tỉnh không điện vô nhà được không hả? Hả? Có con phát đi. Phát ra phát. Điện kêu đem mấy cái bao luôn ra lại. Có không? Có không? Cái nâu quả viên kìa. Trộm cái nâu kìa. À, nãy có con hai bàn tay nữa. Ghê thiệt. Chết rồi. Đâu rồi mà nó chết. Ủa, có phi ngon không? Mà ghê sợ nó đâu. Nó cho ông về dọn cả hay là ông bắt con gái lại. Con ngáp rồi. Chết con. Bình này nó nhảy vậy. Vô cá nâu nồi vô. Đấy, ai cái bọc lưới của mình á. Lấy cái bọc lưới mình lận mình đưa cái chảm vô luôn. Đó, bọc lưới vô. Có cháo đẹp quá. Đấy, tôm lên này. Cháo đẹp ghê. Đi gì không ăn mà. Cá mày thấy con cá này mà mày nói con cá 4-5 kg nè. Ừ, không quá đâu. Cá nhỏ mà anh. Bước lại lấy cái đó, cái bọc lưới đó.
con nè, con phá sợi cho nó ra. Con phát sợi cho Phát ơi. Phát ơi Phát. Con này hai đứa mình ra tao đổ vô cho. Phát ơi Phát. Cá sợi nè. Tét mép luôn. Em mới sợi á. Gấp quá mà dịch tét mép mà. Nó chẻm không? Ký rưỡi à. Bỏ vô. Đục dục vô đây. Cái gì cá sĩ nó ưa nói nhiều nói giờ hết nói luôn rồi. Đù con nó được. Ba cho mấy quốc ký. Được rồi đâu có nói nữa. Cá sĩ là lớn luôn. Con đó cũng 2 ký mấy 3 ký rồi. Ba ký mấy. Nâu kìa. Nâu khủng hoảng. Đẹp ghê. Để mua cho mẹ mấy con cá nâu. Trong cái bể ác gì chứ. Cái nào ủa vô dục cái vô lại anh nè dục đã vô bao đi cái nào từ ngang tay mấy cái dục vô luôn đi cái nào cái nào quá hả dục cho hết luôn hả trời cái nào cũng dục vô hết á mình vô bao mẹ đi cho an toàn ủa con tối có phi kìa ủa có phi kìa 1,5 ký cái tay tượng cho vô hết ừ, có phi đã ghê trời. Cái anh à, bự bự không mà. À cái đó nè. Rồi. Vô luôn, mấy con này dục vô luôn chú. Từ từ đi. Để, để chúng nó chết sao? Ủa nó nhảy. Vô lỗ mà, vô hết trong cái. Từ đi rồi về cái động lại. Ủa có cái con bông cá kìa. Cá không? Có bông cá kìa. Cá cái lầu có cục lại. Giống cá trai vậy. Đúng rồi. Cá, cá. Có lắm còn không? Nó ăn lên ngon mà. Nó ăn cái lên được ngon lắm á. Chiên hay là lên, ngon. Ngồi trên cao liền á. Lên cái lên lên cao ra lên. Tôi có cái đổ ấy có. Ủa kìa những lá. Còn những lá ngoài lại đi. Thôi tôi đổ ra ngoài biết đâu. Bà nó này. Gà lại lượn luôn với nóc ao. Ăn lấy giống. Mấy chú ăn bắt ký mà mấy chú bắt lượt cái nào bắt chứ. Bắt bắn sổ luôn hả? Ừ. Lưới chỗ lên ghe luôn hả sao? Dục vô đây luôn chú, túm nó luôn. Cá câu không được lưới luôn à. Tao xảy cái lưới luôn à. Lưới hả? Cái cực chết. Đó cái nâu ghê. Đó mà cái nâu giờ rút hết rồi. Cá bỏ dồn về cá dập cá không bệnh. Đâu dập anh cá mà dập gì. À. Nằm lớp lớp vậy chứ. Dập bộ gì. Bây giờ lấy cái lưới này nè bây. Lấy lưới này kéo. Ý chạy lại đặt. Rút lại vậy hả chú? Đó. Thử con cá. Chém hả? Chém xảy ra đó hả? Ở đủ mà. Thì lại đây gạt. Cá ngang đây, anh bóp chắc cái tông nè. Cá nãy á. Lấy ra ra. Cá ngang đây nè. Vô. Mình lên qua mấy đây nè. Không cắn lú đi. Đi vào luôn nè. Cắn mình kéo luôn. Bây giờ gặn lù đây luôn ra ngoài đắng. Anh bóp căng bên kia anh bóp. Em với anh qua đây. Bên nào? Bên của nó. Ấy cát nó mát hả? Rồi cái này phải chảy nước rồi. Bị dị quá. Dữ lắm. Thấy luôn à. Cái đó bự đâu 45 kg à. Cái bự làm nó ghê lắm. Gặp cá bự biết nữa. Cái này cả lá rồi. Nhưng mà gặp cá bự biết hả anh? Đây mà mày bỏ cá ừ tao bỏ 10 ký 30 gì có mà lập con cá 20 ký mà có rồi, có tháng trước mình chưa đụng á tháng trước phải không chưa đụng á đụng chưa đụng á cá chẽm kìa ừ chẽm á mày lấy 20 ký hả không có chân sát vô thình đi sát vô để đi cho con em bắt mấy con mà chưa chưa trận đầu kia mà có con cá chẽm đó tao ôm cá chẽm dạ yeah. Có chứ bắt yên tâm cái chỗ bắt hoài mà câu hoài giờ mà bắt được là nguyên làng xuống chụp hình à không chọn ngoài lại vì nó tàn đấy luôn chọn nước ngoài chứ đâu mà chọn nó lộ nó lộ nó lộ cái lộ nè chú biết chú ép mấy đông nữa chú không không mấy ngoài đó đi bớt qua đây nè đây mà thì đây lại nó đâu có được thì cũng gạn cái chơi thôi nóng chị không? Nóng chị không? Chị kéo con hả? Đừng nóng gì nữa. Kéo mày ổng mới nặng chết nữa. Đừng nóng gì hết. Còn nó đi thì nó tên rồi.
ngoài mà không thấy con cá có con bá à. Cá rớt ra Thịnh ơi. Cái gì đó? Tính ghét kìa. Không không cúm miệng lại tại. Cúm lại miệng Thịnh, cúm miệng miệng là Thịnh. Em ở đây mà bóp quá. Có mà đâu cái vô em bóp. Ừ. Ủa em vô trời luôn hả? Ừ mà vô hết anh đi. Nó đang sạc sạc cục pin sao ta? Cái này ngồi hết pin á. Không ngồi dưới cây chơi. Có vô nhà trò đi là vừa. Cái gì ăn lưới hả? Cái cá này ngày bò đó có 300 qua ra ngoài, trăm ngoài, nhưng mà đó có 30 kg rồi. Lưới hay là cá? Cá hả? Đâu nữa hả? Được với hơn với mặn. Bên đây nó cạn không? Bên đây nè coi. Hả? Bên này nó cạn nè. Thì có mấy vùng sâu mình kéo từ từ nó vô lùa tới chỗ nào sâu mình lụm chỗ đó. Qua bên kia cũng sâu rồi. Bên kia mới đúng rồi. Đúng rồi. Măng. Hôm nay măng đi nhiều ghê. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, có con. Chém đâm rồi chứ. Cầm cầm gì trên lâm giùm. Giờ căng lên rồi. À, đây nguy hiểm quá, đây đây có mấy con này nè. Nè vô đây con nè. Lấy gì dưới, lấy gì dưới vô, lấy gì dưới. Đây con nè. Cái mà lớn hả? Đây nó trổ rách nó trơn nè. Ờ con lớn kìa, lớn mà chạy kìa. Không không đi được không được, dỗ dỗ mấy con chà đó cho chắc cú nè. Cái đồ cá lớn, cái lớn gì dưới cái đẳng. Cá lớn mà. Em không biết cá lớn gì đây. Lên trên kia nữa, cái lỗ sâu ở trên kia nhiều nữa. Mình đừng có đạp vô dưới là được. Đó. Con lỗ xuống một căn đây à. Ừ, căn lại. Đây đi. Hả? Đây đi, đừng có dễ trà. Đầu ra mà. Rồi, lỡ dọn dẹp, dễ trà đi. Đi lưới luôn. Ây da, ây da. Ây da. Cái này, giá tới đây nè. Để lên, dẫn lên. Đi tới, đi tới, đi tới. Mấy đứa bay đi tới đó giờ dùng dưới này. Để thẳng quá cái đó. Đổ rồi. Đã đại cái giò đi tới rồi cái giò dưới dưới đi đại đây đây cái gì chì ra đây rồi. Cái chú này nắm chuyện rút cho mình đi tôm đi lại đi từ. Mấy cái giò lắng lắng cái gì đó.
cho nó dùng lưới lại có cái nó không đặt. Con cá này uổng ha. Nó nằm ở trong mấy cái rừng đó. Ba con. Phải hết trơn uổng rồi. Chứ mốt cái câu cũng hả? Giờ câu vậy thì con nó cũng ngậm đâu, con câu mồi giả hả? Nói chuyện đó nè. Lại 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 quan kia phụ đi. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi. Tối đi đâu mà ngồi đó rồi. Ban công nhỏ 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 cái móc vô câu cái mình liệm ra bỏ. Nước chảy ra nó mới ăn quá. Nâu quá. Móc còng là đây. Kia kéo lại hả chú? Ngát này. Đi đứng đi nó dựng. Nó là phái còng vua luôn á. Dạ. Móc bữa câu vô còng cái liệm nó bỏ nó sóc nó nuốt. Nhắm gì dưới, nhắm gì dưới đó, Ngọc đừng đi dừng trên, nhắm gì dưới. Cảm ơn rồi. Dừng lớn không có, dừng lớn giờ rô vô kia. Dạ dạ dạ. Đó, đã dừng dưới đó đi, đừng có dừng trên. Gì vậy? Đừng có nó ủi vô đó. Lại vậy, nó ủi cái chạy nó liền hay vậy? Đâu đại dừng dưới đó thôi. Chơi ngược vô đó. Rõ rồi, không có nữa. Được chưa? À, giờ đại nữa đi chứ, chứ đại nữa. Thôi dưới này được, không. Lại nữa đi, nó hoài hoài luôn. Nếu mà cứng không nổi thôi. Rồi. Đấy chưa? Mình cứ dở thôi, thì ra anh thôi, ngồi dưới từ từ nó không biết. Đuổi. Đuổi này lộn tẩy gì luôn. Vô tẩy chứ. Nó vậy chứ nó vùi xuống sình lên đây, nó vùi sình nó tẩu ngược lên mình qua rồi nó lên. Dạ hả? Biết là cá hành á. Cá hành nó hay lắm. Cá hành là vua. Cá hành chú hơn cá phi mà. Thấy gì đó. Đi tới đi lại tới đi, đi lại tới đi. Tới đâu. Ăn nhiều lắm. Cá đói nè. Chạy đây cái thật gì vậy gì ngắn quá trời không chặn đại giờ dài quấn riết ra tống rồi có không chứ giờ quấn thẳng mãi luôn hả chứ không ngược lại hả thẳng mãi luôn bắt đầu con bắt bớt đó quấn qua đây đi cửa nhà cho đi đâu đi đó chứ giờ đi tôi đi chỗ khác mà qua ông ta luôn Cái này cái này lèo hơn cái rồi là nhiều hơn hả lèo hơn lèo hơn cháu lèo hơn hả được rồi. Cái học trên kia cái học trên đó là nó nằm nhiều kiếm nhiều rồi sáng chỗ rồi à. Chỗ nãy mà gặp gặp anh á anh ấy à, chỗ khói lửa đó từ đây vô từ đây vô mới nhiều hả à, xém nữa là ăn cái bồ hà thôi từ đây vô anh từ đây vô nhiều à, chưa đâu khói còn đó ôm bò hà chứ cú
lá quá trời mà nó không ăn hả? Lá à? Cá không, không đúng cá đó. Cá nhỏ chút nữa là mấy cá quá. Đây, cái bản cái gì đó. Lá trẻ, lá lá này phải con cá chẽm nhỏ mà bông đẹp đẹp đó là nó mới thật. Đây cái gì vậy bộ? Mình căng mình kéo luôn phải không? Giờ lấy lưới căng kéo luôn hả? Giờ mày đẩy vô tổng nữa. Mày đẩy tổng lấy đồ đâu làm? Ờ mình nhỏ đẩy nhỏ. Đâu có đi theo mấy đi. Ồ đồ nữa. Ú. Pha lên. Ê. Ồ ra rồi. Chặn lại, nó chặn wheel mà. Còn không? Không phải vậy. Ồ ra rồi. Ra mất. Ra rồi. Lưới ra một cái rồi. Hai con nãy một con về con. Thì đây nó không quẹ nó đảo rồi đặng rồi đó. Ờ con cá. Đảo gì nó con lưng nó nằm ra ngoài rồi. Thì nó nằm ra ngoài nhưng mà nó đảo rồi đặng á. Đây con wheel sao ra. Tiêu nó chạy rồi. Có chẹm hết bắn luôn à. Đó, có chẹm lớn như chưa. Tấn tấn mấy. Ờ cái này là nhỏ đó anh, cái này nè, nó thiệt là nhỏ thôi. Rách rồi, rách lưới rồi. Rách trên nào? Kiểm tra lại đi. Rách trên. Rách trên đi vậy? Ở trên á, ở trên á. Thì lưới này chịu nổi rồi. Lưới chịu nổi. Nãy giờ hai con rồi. Bữa đậu. Kiếm cái này là hay là nó đi, hay là nó đi rừng. Kiểm tra kỹ đi anh, kiểm tra kỹ đi anh. Hả? Ok. Bữa trẻ đâu mà tới. Cá lạ là cái gì? Ông đầm ông hỏi cá lạ là cái gì? Tôi không biết lạ là con gì luôn á. Trời đất mẹ ơi. Nó không bự đâu. Chém bự ôm gì ai dám. Cái lông nguyên đây nè. Ôm tót người à. Ủa cái lỗ nó đâu? Đã nó có cái chém bự rồi. Tẩy kêu rồi. Dạ rồi. Ừ, đông người đó. Không bắt. Bắt rong không. Cho nguyên con rồi. Ờ nãy chờ biết vậy nãy tao cầm cái vợt này không có vợt đây đưa cái vợt cho cái vợt đi chơi đi đi bắt cá chơi không nãy giờ không mình nương theo nó được lưới này không được rồi lưới này không được cá chẹm lớn rồi giờ tu hết còn cá khủng còn rất là nhiều còn ít nhất vài chục con nữa hàng chục ngày hôm qua em sảy một con mà bao nào ngày hôm qua sảy sảy con cả chục ký á hôm nay cá nữa vậy ông anh đây cô lén ông anh đâu có bắt bắt ra hết chứ còn ở cô lén con làm gì sể rồi. Lấy cái bao tay trong cái vỏ đó, mấy cái bao tay trong cái vỏ tao á. Ừ, nãy thấy con giống vậy á, làm ụt. Không có nó đi xuống dưới á. Đội dưới, xuống dưới cái lưới cận nó còn cận đó. Cái này nó kìa. Nó lên nè. Nè. Nó thua. Nhìn nó nằm im ru hay nè. Chết. Trời ơi, cái chém. Còn lưới khác không anh? Còn lưới nào khác không? Không. Lưới này ra kia dính cá là đi hết. Vậy cá chém bự nhiều. Nát hết lưới luôn á, còn nhiều lắm, cá chém đây nhiều lắm. Nó dữ anh có anh ôm. Đây tổng gần không? Gần anh khoảng dừng 100 mét anh. Chạy kìa, chạy hết kìa, chạy coi chạy kìa. Năm ký không? Tại vì tổng có dây cá mạnh mà. Sâu không vậy anh? Sâu không đây. Cái cá dựa đó phải rầu luôn. Thêm sâu. Nguyên giả trà luôn. Leo lên tỏa nó rụng nó tính cá chạy cả hình. Xuồng của ông chọn đúng không nè? Con xấu. Con chạy nè. Xấu. Im, thích sợ, im. Im dưới rồi vậy nè. Im dưới rồi. Cá lỗ này sâu chứ. Má nó sâu kìa. Cá chẹm nhiều lắm á anh. À hả thú ơi. Nó không ra. Đây nè, đây cũng nhiều nè. Ừ, chứ nãy là. Ôi cá chạy kia có chạy kìa. Má mở quần đụng cá hết bự á. Ai nhìn kỳ xuống. Đó ơi. Cá cá này nhiều nè, bóng này sâu nè. Đi ví dụ ấp 3 ấp 4 phải đi được một thằng nào địa phận đó chứ. Ủa, đâu có cái dầm đá gì vậy? Vậy gái me me nó đục chết. Ủa, đâu có cái dầm đá gì á? Dầm nó rớt á, rớt đâu thằng nào. Trời ơi. Cái gì? Cái dầm nhiều cá rồi. Dầm rớt cái gì? Rớt nào giờ em biết. Rớt nào giờ á. Cái đâu? Kê ông bỏ xuống.
dòm đó hồi xưa. Cái giờ chắc đọc cái nọc cái ấy mấy con ấy rằng đó. Thời của ông nội. Cái dòm là cái gì? Cái cây bơ. Trời ơi thôi, nhảy vô luôn con. Nhảy ra ngoài rồi. Ông nội bệnh mất, cái lớn tuổi. Ông nội cũng 82 luôn, 83. Tới nội 83. Cái đó lại đi ngoài đi đâu? Lên biết tên á. Được không? Giờ này không thấy quá giật ra. Đủ má. Chạy mày. Má nó giật. Nó giật ra hết trơn. Giật chơi liền đi. Trời ơi. Bự lắm hả? Dữ không? Ôm hai trứng lại chắc cứu. Hả? Bị đâm đùi, đâm vô đùi cái rồi. Má cá có 2-3 kg đâm cái muốn sụi giò. Cái đó bự rồi, thấy cái hanh lên sụn bự rồi. Lấy sụn bự á, tại sụn bự chút thợ đem vô luôn. Cái này chi kiếm rồi nó đang kia đỡ rồi. Đó là quỷ. Miếng cá này kho ngon quá. Cái kho kho tiêu. Kho sạch nước. Sau này thấy người ta đi câu đi kho đi câu có mấy con này kho quá trời. Ui, dạ. Tiêu vậy ông nội. Có đồ. Cá ở ngoài nó nhảy vô trong thịt. Đụng nó em. Đó cá lần kia bẻ mẹ mỏ nó rồi. Cá này kho ngon hả? Con cá gì về mà nó thịt. Mang để dành phê. Cái chèm lá. Đó, không được. Rồi giờ để coi. Không rút được luôn. Làm gì anh trên đây nè. Dục đây chế nếu mà sần hả? Dạ. Dục đây chế lắm. Có tướng anh. Bỏ cái tướng con cụ. Bỏ hơn cái nữa. Chút còn mấy cạch mỡ. Má chưa nấu cơm nữa, chưa ăn cái gì. Cơm mà em nấu xong rồi á, chú nghe. Bán con cá rồi đây dục bỏ. Con cá rồi đây dục bỏ. Con cá rồi đây dục bỏ. Cá tôm chuồng này nè. Đó rồi xong ra rồi. Má trời con cá trẻ thợ là trời. Bự không? Ấy kia một lưới này lên cao luôn. Ôm lại ôm lại. Rồi lưới hai nè. Đó không á? Một lưới luôn đi. Rồi đụng em lưới này luôn á. Má giải cái dây bên đầu thẳng dựng cái hả? Cái gì? Chết. Cái gì làm cái rốc? Lưỡi không có. Mình đó gì? Chơi đưa vô là tê liền á. Hả? Quá cá bự dữ lắm, cá bán ở đây bự dữ lắm. Con cá nhỏ mà. Nó đâm vô cứ thả lưới dùng ra cho nó không có lực. Cái nâu nè, hồi bán hết rồi. Ra thầu rồi hả? Mở hả? Mấy lái nó thấy cái nâu này mừng chết. Với cái hành này mừng chết. Tính mua ít cái nâu vậy. Cái nâu rồi nó khoái. Hả? Mua thì kêu mẹ mới để lại cho vài ký. Lâu lâu ăn. Cái nâu mùa này có trứng không ta? Nâu mùa này có trứng không? Không. Nhỏ. Chụp lưới rồi. Đây nè. Ốc cái này nó kêu luôn á.
cái nâu này đã. Lên nè, lên nè. Đụng mất. Chạy ra đây rồi. Chạy đây rồi, chạy đây rồi. Đâu lấy Phật đây nè. Ôm luôn nha Thịnh. Ôm nó lên nè, nó không có làm lại mình. Ôm nó mà được, có thấy nó đâu mà ôm. Nó chưa nướng nó mạnh, thấy nó lên con nước xèo à. Ồ, ôm nó không được. Này nó đi đâu rồi? Nó mới là cái ụt đi, nó chạy đâu tung lên nè, còn tung lấy. Chứ chưa ra ngoài phải không? Chưa chưa. Để chứ cái sào ra. Ừ, trong đây còn con. Bự. Ừ. Phải đủ nữa nó đây nè. Nó còn mà. Trời ơi đủ quá. Dữ thiệt không cậu ơi, cá gì mà bự dữ hết trời. Họ bắt không thủ, họ cầm đi. Con cá ký vô vậy. Mấy chú bắt thì bắt được nhiêu bắt chứ. Nó đâu có giao bắt nhiêu trăm hai trăm gì ngừng đâu, bắt được nhiêu bắt à. Bắt thoải mái, bắt người nhiều quá. Nhiều nào chủ động những lần đó. Nó bự lắm. Nè, rút cái cành vô ra. Có phi nè. Đừng mẹ ba con cá quỷ thì dễ lắm. Quăng dây đụng mẹ, hồi nó cợn nó. Nó cứ đừng chén. Nha. Nó cầm cái hàng hồi xả nó luôn. Chùi nó chém nó luôn. Ôi đụng á. Con nó chạy cái phao kia đấy. Nó phải không? Chạy. Con chém hay gì nó chạy con Phật á. Chạy ra. Đụ má nó. Trời nó đâu. Chạy nè. Ra rồi, đã rồi, đã rồi. Đủ má. Còn phía ngoài lưới, nữa. Chịu lại nữa. Đủ má. Bỏ bự á, con này bự á. Con này hàng, nó bự hàng chục á. Con kia mà. Dạ con lưới nữa nè. Cái lỗ bự chà bá. Còn lưới ngoài nữa. Còn để đi nữa mà. Má, má nó ghê không? Hai thằng mà. Bắt con cái nâu chia nước nước cái nâu á, con cái nâu bự nào chụp con có anh rồi vô lấy cái thuốc không mày rồi dặn quá mà lật chuông mẹ đuối thì nhiều bám đậy này mà con lấy gỗ ở ngoài đó hố lên đi lấy vỏ hả bộ vỏ lấy gỗ dễ bưng ha giờ kéo vô hả đẩy vô hả lụm nó vô sắt lên. Giờ đẩy vô hả? Đẩy đẩy vô được không? Chắc không. Hử? Anh kiếm cái góc là buộc dây vô. Rồi. Đúng không? Kéo nữa không? Kéo lên là sát chút hả? Rồi, chỗ này chuyển được rồi. Đi cụ gắn cá. Cá ở dưới vậy thì cơ cái vậy cái gì con có cá hả cái vậy thì cơ chỗ đâu buộc có mà cái cây nó đóng vô cũng được nó lớn không dưới xuống á buộc cái cá ừ chọt xuống lúng cái gì rồi anh câu cái đầu dây vô cái lỗ đó hết chạy luôn anh Bi thấy gõ xuống cái vỏ này coi thấy gõ vỏ không vỏ không nè hai con bự luôn. Con cá bên này chụp cho trong nước trong đẹp. Phát chụp không? Chụp chưa. Hôm bữa mấy con kia chụp không chụp được tiếc hả?
không? Lười xuống, không có hình. Cái nhiễm bự kìa. Nó nhiễm chứ. Rớt sao mà đem đóng được. Con nó 7-8 kg nè. Có thân thì nhiều. Mười mấy kg đâu. Nhiều cá lắm. Nâu chả. Dạ. Cái đó nó cũng chèo kéo. Mày sắc không chặt lớn. Ừ, nó nói nó nóng. Đi chưa nóng rồi, anh sắc rồi. Hảo, bữa nay ít chị có về, về em bỏ cho nhớ nghe cũng được. Rồi, rỡ rỡ đi. Để xuống con không mà có gì em đẹn cho chị tướng. Ừ, lên trễ. Mấy ông có cơm rồi. Ông đang cơ quả á. Ăn cơm anh. Ừ. Lòng con gái xuống chơi. Tới quần thỉnh cho mặt. Mười hai ký lên chục cái bao tải đó Thịnh. Ừ, đưa cái quần cởi luôn cho nó khỏe. Đúng rồi, áo ướt rồi đúng không? Không ướt luôn, ướt nước mà có khỏe đi xin. À, mới kéo có 200-300 mét thì gớm thiệt. Để bắt lại thứ này nhiều nhiều đỡ thấy anh bóp. Ừ. Để ăn tôm chứ rồi chứ nổi. Còn sống chắc cũng ghê gớm đúng không á. Sống chắc ghê lắm. Cũng khủ rồi. Cũng khủ. Tết là khỏi chơi anh ngủ. Mệt. Ôi canh nước đêm rồi. Hay nữa. Không có giờ xuống tới đây mà. Mà không xếp xuống tới đây nè. Ủa hồi nãy hai con cái nhát này bắt được không? Không. Bắt được. Đi rồi. Đi rồi. Nó vô hang nữa rồi, không vô hang nó mất. Số nó còn lớn. Nó vô hang luôn, cái con cái nhát gì cũng sợ. Nhìn đậu ghê quá. Đóng cá kia qua luôn, chụp ở đâu một đống cá. Ừ? Chụp ở đâu cho một đống cá. Rỉ ra tấm nào đẹp đẹp chứ ôm con chụp chén mà. Đó. Chém trong bao tải đó. Kéo lên. Đó. Đây con này nè, kéo lên. Con lớn dưới nè. Hả? Con lớn dưới đây nè. Đây cái bình đó lên luôn. À con này sao? Nó kìa, nó kìa. Nó đó đó. Con dẹp đó. Chết luôn Thịnh. Chết chứ đâu sống nổi. Đè quá không ngáp được. Bây giờ còn gì sống nổi. Thôi chết. Thôi, thổ kìa. À, em thọt tay rỗng gớm quá. Có răng đâu mà. Cắn cục cái tay luôn á. Dẻm rồi răng đâu mà. Thôi. Này con cá hả? Lũng à. Trời ơi, heo thiệt chứ. Viên chụp anh, viên Đi thổi ông nhàn không á. Chụp chưa Lũng má cá ông. Chụp thích qua đây nè, chụp gì ngay cái ghe gàn cá gì. Ừ, chụp bên đây nè, cho đẹp nè. Lũng Rồi. Sợ. Má con này bự. Cá. Lấy con ao ra, lấy con ao cho. Ôi, sợ ghê luôn á. Ủa, này đâu còn bóp. Bóp bự hơn. Bóp bị 5 kg hả? Bóp khủng lắm anh, với hiện tại sách rồi nó chè luôn. Hai đứa ơi, chụp đây luôn. Dính vàng thua dữ vậy. Thế này lấy phần chứ hả? Nên bi đi, nó lấy máy ra đi. Bi đâu? Đang rửa tay. Lội xuống ôm nó đi, nó chết rồi. Bi ơi. Anh lấy của anh rồi nè. Đây hả? Đi đâu có.
lên đó. Hay là ông ra tới cống rồi. Cá nằm cái mấy cái mốt mà nó ớn, có người thả nó bên đây luôn. Rồi cho lên đây đi. Nào, đó. Cá nào vô lậu vậy? Cá này vô lậu vậy không? Không, có 3 cái mấy rồi chị ơi. Chừng 5 kg vô lậu. 5 kg, 5 cái mấy mới vô lậu. Mà con này nó 5 cái mốt mà nó ớn quá ớn. Em không có thả nó vô lậu. Sống ảo và chân buồn nhớt chứ. Thôi, cá hồng đi. Ừ. Cá này cá gì vậy? Cá nâu. Đâu con bụi con này nè, con này nè. Còn sống rồi. Bóp cái mỏi nè. Tính lên. Sống rồi chết rồi. Trời ơi. Qua quá trời rồi. Quá hả? Bà lấy con nhỏ nhỏ thôi. Đang cái gì nè. Tính lên. Được không? Nó yếu. Gọi họ kể như tính nhiêu đấy. Cá hình nhiều ký hình. Trăm năm mấy hả? Mới có 300 mét mà 150 mấy ký. Càng hết thì sao trời? Hai mươi sáu ký bảy con cá chẽm. Cá chẽm này loại một nhỏ đó con. Cá chẽm từ 5 ký trở xuống. Cá chẽm này là kêu bằng cá chẽm loại gì? Đi giá hơn 55 ngàn đi. Ừ, ghi 55 ngàn đó. Cái chẽm giá alo. Ơi, nghe Tú. Dạ, bây giờ mới lên nè. À? Giờ mới qua mà nước chưa có lớn, lên chưa được, qua chưa được nữa. Anh nặng quá. Bụng nó. Chẽm 12 ký, 2 ký. Để cái chỗ đồ ước coi. Chẽm này giá sao lẻ dữ vậy chị đủ. 55 ngàn là em về em bán được con nào bán lẻ là lời á, còn con nào không bán lẻ là bán như vậy, y vậy luôn á. Rồi, bữa nay rẻ dữ vậy ta. Để cho chẽm méo ở Tiền Giang họ nuôi nhiều. Giờ nuôi hả? Nuôi được. Cái nào bán lẻ được con nào là còn 5 ký trở lên, 5 ký trở lên. 5 ký trở lên thì 65 ngàn chị. Mà 8-9 ký thì đó được 7 mấy ngàn. Còn 10 ký thì nó mắc nữa rồi luôn. Kiếm cá 10 ký thì cho mắc nữa. Đây này con là 10 ký nhìn nè, 10 ký thôi. Wow. Gọi như nó tính nhiêu đi. Nó rẻ hơn, bắt đầu sướng hơn. 25 kg 7. 25 kg 7 con. 25 kg 7. Để thẳng cái vỏ vậy. Còn nữa phải không? Nó lọt cái vỏ. Còn nữa. Để nhẹ nhàng xuống. Thôi dính văng. Rồi. Lại lần nữa. Cá nào vô lậu, cá đó vô lậu chứ. Không có cần bị đâu. Nè. Rồi chụp. Khi cái vỏ này vô ra. Cá ngát ngon nè. Con nó vừa ăn. Mày bắt cá ngát gì tẩm ăn hay vậy? Ừ, cho lấy cá ngát ừ, bắt đầu quá. Lấy cái thùng mày bỏ miếng nước ấy vô. Miếng nước mặn vô bỏ vô tẩm vô bơi. Bốn con này là con nào? Con đó ăn đi. Lấy trứng cho ủa đâu rồi? Cho con ăn. Cho con tuôn á. Còn lại phải lấy cái nâu này, lấy cái con ngát được rồi. Ừ, nước bỏ luôn đi. Chưa không bỏ lại, nặng quá con. Đâu ăn bỏ lên căng rồi hả? Bỏ đi con. Bỏ lại. Có chẹm sao mất giá thế đây trời. Trời ơi, nãy mới cầm con này nè. Này con. Rồi cái gỗ này nữa nè. Cái gỗ đó. Con này nó ốm nha. Gỗ này. Gỗ con mấy con qua tóc. Duyên cái đó, tóc pin đó. Nó bực đó. Bực. Hai đó luôn đó. Hai con tóc hai lần luôn. Con này con ngộ mà nãy nè, nhìn nè. Ừ, ở chỗ pin đó, chỗ cậu. Nào, cái này cũng như 17 nè. Chưa.